Mình thấy họ cũng đáng thương lắm, vác một đống đồ nặng như vậy. Từ Gia Giao, cậu quả là lợi hại. Đó là đương nhiên rồi. Mà cậu nghĩ coi họ đang cảm thấy thế nào. Mình có một linh cảm, nếu như tình ngốc đó mà gặp hai chúng ta sẽ giết chúng ta đó. Đây chắc chắn là một trò đùa ác ý rồi. Nếu không ai lại cùng một lúc gần 500 mét mà còn bị cắt thành từng đoạn như vậy. Nhìn vô hai con nhóc xấu xa đó rồi, chính là hai con đó đó. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Sao phải đi chứ? Đi về thôi. Quay về, cắt sạch rồi đó, một ngàn tệ lần nữa. Vậy chứ làm sao đi, không đem về thì làm gì, đi thôi. Không, anh chờ chút đi. Em tìm cái gì vậy? Anh nghĩ coi, tụi nó chơi sợ chúng ta cắt những thứ này, yêu cầu chúng ta phải giao tới đây, chính là muốn cười nhạo anh em mình ở đây rồi. Mà đã cười nhạo chắc chắn sẽ theo dõi chúng ta quanh đây. Nếu như em tìm được mấy đứa đó em tính làm gì? Không, tìm được phải hỏi cô ta tại sao lại giở trò với chúng ta. Ê mau mau, coi họ đã làm gì vậy. Làm sao bây giờ? Đưa cho em, trả lại cho em đi nè. Dặn con mãi như vậy chắc là nợ không ít tiền, nhất định là không vui vẻ gì rồi. Lần này tụi mình có trò vui để coi rồi. Nè, có trò vui nè. Tụi mình đi mua cái gì đó chúc mừng đi ha. Đi đi. Nè, cậu gọi lại đây nhìn người trong tim của cậu đi. Được. Hai đó. Tụi mình đi ha. Đi đi. Muốn tìm ai? Các anh đừng qua đây nha. Các anh muốn làm gì đây? Cô coi chúng tôi muốn làm gì đây. Cô xem cô đã làm gì chúng tôi. Không phải là tôi làm, đều là Tư kêu tôi làm đó. Tôi chỉ là bạn cùng ký túc xá với cậu ấy thôi. Cậu ấy nói các anh đắc tội cậu ấy, cho nên mới bày ra trò chơi xỏ là các anh, muốn để các anh biết sự lợi hại của cậu ấy. Một xu cũng không liên quan gì tới tôi đâu. À không, nửa xu cũng không liên quan gì luôn. Chúng tôi không làm khó cô. Cô giúp tôi nói cho chúng tôi biết rốt cuộc tại sao cô làm vậy. Không nói chứ gì. Không nói thì cô đền tiền hoặc là giác đống này cho tôi. Tôi thực sự không có liên quan gì hết mà. Tôi chỉ là sinh viên nghèo.